Hello, hello, xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Hiện nay, ngoài hoạt động ở trên YouTube, bản thân mình cũng đang hoạt động ở trên TikTok, Facebook, Instagram và tất cả các tài khoản của mình đều là Khoai Tây yêu tiếng Trung. Nếu các bạn yêu thích tiếng Trung hoặc là thích mình thì hãy follow mình nhé! Các bạn có nhận ra là giới trẻ ngày nay, bên cạnh những bạn cực kỳ chủ động và năng nổ trong cái việc giao tiếp, trò chuyện, tiếp xúc với xã hội thì cũng sẽ có những bạn có xu hướng thu mình lại. Các bạn thường khá là ngại phải tiếp xúc với người lạ, ngại phải nói chuyện, ngại phải giao tiếp. Thậm chí là khi gặp khó khăn, các bạn cũng rất là ngại đi tìm sự trợ giúp. Và hầu hết các bạn đều lấy một cái lý do chung, đấy là người hướng nội. Tuy nhiên, chính những điều này lại khiến cho quá trình học tập và làm việc của các bạn gặp rất nhiều khó khăn. Không như nhiều các môn học khác, ngoại ngữ, đặc biệt là các bạn muốn học để giao tiếp, lại yêu cầu các bạn có một cái sự chủ động cực kỳ cao trong việc chủ động giao tiếp này, trò chuyện này, chủ động đi ứng dụng những thứ kiến thức mà bạn đã từng được học. Vậy, đối với một môn học có yêu cầu tính chủ động cao như thế này thì người hướng nội sẽ phải làm gì? Bắt đầu thôi! Các bạn hướng nội có thể lựa chọn một vài phương án học tập như sau. Phương án đầu tiên, tập trung mạnh vào kỹ năng đọc, viết, dịch và ít nhất là đủ để sau này bạn có thể sử dụng được nó trong công việc. Nếu các bạn đã quan tâm mình đủ lâu thì hẳn nhiên các bạn đều nhận ra được rằng cái quan điểm của mình về học tập rất rõ ràng. Đối với mình, học là để kiếm tiền. Và tất cả những thứ ngoại ngữ này này, nó đều chỉ là một thứ công cụ để phục vụ cho mục đích kiếm tiền, phục vụ cho mục đích công việc. Thế thôi. Và chính bởi vì vậy, thứ đầu tiên mà mình muốn hướng đến ở đây là các bạn hướng nội. Nếu các bạn cảm thấy bạn thật sự rất là sợ giao tiếp, rất là ngại giao tiếp, các bạn ghét phải đi giao du và giao tiếp với con người, các bạn không muốn thực hành quá nhiều vào cái mục tiêu nghe và nói, thế thì các bạn hãy tập trung nhiều vào kỹ năng đọc, viết và dịch thuật. Ít nhất là để sau này bạn có thể kiếm được tiền vào cái kỹ năng đó. Một cái ưu điểm của cái phương pháp này là bạn có thể tiếp tục ngại giao tiếp, bạn có thể tiếp tục thu mình lại, bạn có thể tiếp tục với cái việc là tôi không muốn giao du nhiều với người khác. Bạn có thể đắm chìm vào cùng với sách vở, cùng với các sách để luyện dịch. Bạn có thể đắm chìm vào ôm đường với mớ tài liệu và sống với đúng cái những gì mà bạn mong muốn. Thay vì phát triển kỹ năng nghe nói thì các bạn lại phát triển cực kỳ mạnh vào kỹ năng đọc, viết và dịch thuật. Khi này, ở một trình độ đủ tốt thì bạn có thể kiếm được những công việc liên quan đến bản giấy, ví dụ như là làm một dịch giả chẳng hạn, hoặc là làm các công việc liên quan đến giấy tờ, dịch thuật văn bản, vân vân. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này khá lớn. Đấy là do bạn đã dồn hết toàn bộ tâm trí và sức lực để dành cho cái việc học kỹ năng đọc, viết và dịch, nên kỹ năng nghe và nói của bạn nó khá là liệt. Có thể nói là gần như kỹ năng nghe và nói của bạn nó khá là chạm sàn ấy. Do chính cái việc mà các bạn không thể nói được cũng như không thể giao tiếp được, thì cái số lượng công việc mà các bạn có thể nhận, cái đầu công việc các bạn có thể nhận, nó sẽ bị giới hạn đi rất là nhiều. Và song hành với điều đó thì tất nhiên các bạn tìm việc sẽ khá là mệt. Phương án thứ hai, không vào room chat cộng đồng được thì hãy đi trò chuyện một một. Ngày nay có rất nhiều các cái nền tảng để các bạn có thể trò chuyện và luyện nói tiếng Trung. Tên thì các bạn cứ lên Google gõ tìm kiếm là nó ra cả mớ, nên là mình sẽ tạm thời không nói đến tên các nền tảng ở đây nhé. Ưu điểm của cái phương án trò chuyện một một này thì nó sẽ giúp cho các bạn vẫn có thể tiếp tục trở thành một người hướng nội, vẫn có thể tiếp tục là một người sợ hãi cái việc mà trò chuyện quá là đông, trò chuyện với cộng đồng. Các bạn có thể nhắn tin một một và thi thoảng các bạn cũng có thể gửi tin nhắn thoại để luyện khẩu ngữ. Về cơ bản thì phương án này nó khá là riêng tư, vì là trò chuyện một một mà, nên các bạn cũng sẽ không phải ngại cái việc có quá nhiều người biết được là mình có giỏi tiếng Trung hay không. Tuy nhiên, cái phương án này cũng tồn tại khá nhiều nhược điểm. Nhược điểm đầu tiên là khả năng rất cao bạn sẽ gặp phải bọn biến thái. Hẳn nhiên rồi, khi bạn đi vào một cái phòng chat có tới tận khoảng 5, 6, 7, 8 người thì thông thường người ta cũng sẽ không thể hiện cái sự biến thái ở đấy đâu. Hoặc về cơ bản là trong cái nhóm người đấy cũng có nhiều người tốt. Nhưng nếu như bạn đi chat chít một một mà nhất là lại còn chọn sai nền tảng nữa thì khả năng rất cao bạn sẽ gặp phải bọn biến thái. Cái bọn mà chúng mình gọi là bọn mất dạy ấy. Một cái nhược điểm thứ hai đấy là sẽ có những khi bạn muốn gửi cái tin nhắn thoại để luyện cái khẩu ngữ của mình và cũng đồng thời muốn để cho đối phương nghe được cái phát âm của bạn đã đúng hay chưa. Tuy nhiên, giới trẻ Trung Quốc cũng giống giới trẻ Việt Nam mình thôi. Có nhiều người thực sự không thích nghe tin nhắn thoại một tí nào cả. Thế nên là cái khả năng để các bạn gửi tin nhắn thoại nó cũng không quá cao đâu. Và chính bởi vì không thể gửi được tin nhắn thoại nên về cơ bản các bạn chỉ có thể nhắn tin. Cái phương pháp nhắn tin này có thể giúp bạn có được cái phản xạ tạo câu, đồng thời cũng gặp rất là nhiều cái từ vựng mới, bổ sung thêm kho từ vựng cho mình. Nhưng bạn thấy đấy, bạn sẽ không luyện được khẩu ngữ vì bạn chỉ có nhắn tin thôi mà. Và nhược điểm thứ ba của phương án này là khá phụ thuộc vào đối phương.
Tức là khi mọi người nhắn tin vui vẻ thì ok, không nói làm gì. Nhưng cũng sẽ có nhiều khi người ta cảm thấy mất hứng thú với bạn, người ta cảm thấy bạn cũng chẳng có gì thú vị cho lắm. Thế khi này thì bạn sẽ phải tìm một đối tượng mới hoặc một vài đối tượng mới để nhắn tin và lại bắt chuyện lại từ đầu. Rất là mất thời gian. Phương án thứ 3, bên cạnh việc phát triển kỹ năng đọc, viết và dịch, các bạn sẽ phát triển thêm kỹ năng nghe bằng cách vào các phòng room chat và chỉ bật loa lên để nghe thôi chứ không bật mic. Các em một phát là bạn đã thấy ngay cái phương án này chỉ dùng để luyện nghe. Tức là bạn sẽ có được cái cơ hội để luyện nghe, để làm quen với cái tốc độ nói của cái người bản xứ. Có thể tai của bạn nó sẽ nghe kịp. Và sau một thời gian thì bạn sẽ rơi vào một trạng thái là tôi nghe cũng hiểu đấy, nhưng mà tôi nói không được bởi vì trước giờ tôi chẳng bao giờ bật mic. Và các bạn có thể thấy ở cả 3 phương án mình đã đưa ra ở trên, các kỹ năng về cơ bản đều được phát triển trừ một kỹ năng, đấy là kỹ năng nói. Tuy nhiên, đây lại chính là một kỹ năng vô cùng quan trọng để giúp các bạn quyết định được rằng liệu sau này bạn có thể làm được những công việc gì. Vì về cơ bản thì chúng ta học ngoại ngữ là nhằm phục vụ mục đích giao tiếp, trò chuyện trong công việc và đời sống mà. Chứ có phải là suốt ngày bạn chỉ có thể cầm một cuốn vở sau đó thì viết xong rồi đưa cho người khác đọc đâu. Vậy nên phương án thứ 4 mà tớ đưa ra đây cho các bạn có thể sẽ khiến nhiều người chửi tớ. Đấy là bớt hướng nội lại. Về cơ bản thì chúng mình sẽ không phải hướng nội 100% hay là hướng ngoại 100% đâu. Chúng mình thường là kiểu hướng nội ngoại ấy. Ví dụ, bản thân tớ cũng là một người có phần khá hướng nội. Tớ thích được ở trong thế giới của riêng tớ. Tớ không thích đi giao lưu, không thích đi đến những nơi đông người, không thích đến những buổi party. Tớ không đu idol, tớ không thích trò chuyện quá nhiều. Và khi stress thì tớ sẽ lựa chọn việc ở một mình ở trong phòng để nghỉ ngơi, nghe nhạc, xem một vài bộ anime mà tớ muốn hoặc là ngủ để lấy lại năng lượng. Nói tóm lại là tớ sẽ lựa chọn cách ở nhà một mình để phục hồi năng lượng thay vì việc là đi ra ngoài và gặp mọi người. Tuy nhiên, trong học tập và công việc thì tớ luôn cố gắng làm một người hướng ngoại. Tức là tớ luôn sẵn sàng chủ động, giao tiếp, học hỏi, hỏi bài khi cần hoặc là nhờ đến sự trợ giúp khi cần thiết và khi có thể. Có thể sẽ có nhiều bạn cảm thấy khó chịu khi tớ nói là hãy bớt hướng nội đi để học tập được tốt hơn. Các bạn sẽ cho rằng hướng nội là hướng nội, bớt thế đi nào được. Nhưng ý của tớ ở đây là nếu như bạn là một người hướng nội, ok, điều đấy không sao cả. Nhưng trong học tập và công việc, hãy cố gắng trở nên chủ động hơn. Chúng mình nên nhìn nhận thẳng vào vấn đề rằng việc quá thụ động, quá nhút nhát sẽ gây ra rất nhiều cản trở cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc, cũng như là trong đời sống. Có thể hiện nay bạn đang học một cái chuyên ngành thiên về nghiên cứu, có thể nuông chiều được cái sự ngại giao tiếp của các bạn. Tuy nhiên, có một sự thực là bạn sẽ không mãi mãi đi học đâu, rồi sẽ đến lúc bạn phải tốt nghiệp và phải đi làm. Hãy tưởng tượng nhé, do các bạn quá ngại phải giao tiếp, trò chuyện với người khác trong một thời gian dài, thế thì khi đi phỏng vấn việc làm, bạn sẽ nói những cái gì? Hay là bạn chỉ ngồi im và trả lời những câu hỏi do nhà tuyển dụng đưa ra? Chứ bản thân bạn thì sẽ không có bất kỳ một câu hỏi nào ngược lại cho họ. Mình đã từng phỏng vấn rất nhiều bạn có cầm trong tay cái bằng HDK6, nhưng khi tham gia phỏng vấn thì các bạn trả lời cứ ú a ú ớ, kiểu thế nào luôn ấy. Tức là các bạn không trả lời được vào đúng cái trọng tâm của cái vấn đề, hoặc thậm chí là kỹ năng giao tiếp của bạn quá kém. Hoặc thậm chí là các bạn còn đang không biết phải sử dụng tiếng Trung để nói chuyện với mình như thế nào. Thế thì khi này cho mình hỏi là cái bằng HSK6 các bạn cầm đến có chức năng gì? Nó chẳng khác quái gì một tờ giấy lộn cả, đối với nhà tuyển dụng mà nói. Và về cơ bản thì nhà tuyển dụng người ta sẽ không nhận các bạn vào làm đâu. Còn nếu như có ấy, thì cái lương của bạn nó sẽ hơi bị thấp đấy. Thậm chí có những bạn sau khi được nhận vào làm việc rồi, trong thời gian đầu khi gặp phải một cái vấn đề nào đó mà bạn không hiểu, thay vì việc bạn có thể đi tìm kiếm sự trợ giúp từ những cái người đồng nghiệp xung quanh, từ những anh đàn chị đi trước ở trong công ty, thì bạn lại lựa chọn cái phương án là tôi sẽ tự đi tìm phương án xử lý một mình. Rất là mất thời gian. Mình thật. Và cái điều này cũng xảy ra đối với rất nhiều bạn trong quá trình học tập. Khi bạn gặp một cái vấn đề, một cái câu hỏi nào đó mà bạn không hiểu rõ, thay vì việc bạn chủ động đi hỏi thẳng luôn cái người giáo viên đang dạy bạn ấy, hoặc là bạn có thể hỏi những cái người ở trong lớp, những cái người học giỏi ấy, thì bạn lại nghĩ đến chuyện là bây giờ mà hỏi thì nó ngại lắm, xong rồi tự nhiên lại phải phô ra là cái phần này mình đang không hiểu. Hoặc cũng có nhiều bạn có cái tâm lý là bây giờ mà đi hỏi bài thì có phải là mình đang làm phiền người khác hay không. Tuy nhiên cái tâm lý này khiến cho bạn rất khó để có thể đi lên trong học tập được. Ở đây mình khẳng định với các bạn, chỉ cần là một người giáo viên tốt, họ sẽ luôn luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các bạn. Và họ cũng sẽ luôn luôn vui lòng trả lời và giải đáp thắc mắc của học viên của mình trong cái quá trình học tập. Nên cứ tự tin đi hỏi đi các bạn. Giáo viên người ta sẵn sàng trả lời các bạn mà. Và đây là toàn bộ nội dung video của mình. Hy vọng sau video này, những bạn hướng nội sẽ bớt hướng nội lại, chủ động hơn trong công việc, chủ động hơn trong quá trình học tập, thoát khỏi cái lớp vỏ bọc an toàn của mình. Đừng có luôn luôn cho rằng tôi là người hướng nội nên tôi sẽ không thể đi giao tiếp.
bỏ cái tư tưởng đấy đi nhé. Nếu các bạn thích video này của mình thì hãy để lại cho mình một like, một share, một comment và đăng ký kênh của mình, bật chuông tinh 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 để chúng mình có thể gặp nhau được nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!